Buổi sáng chú gà gáy ngày tinh mơ, ngó xuống bếp nhà chú mày mướt còn đang mơ. Ăn vội hai củ khoai rồi đi học. Chạy... Ngày mai ta xa rồi bạn ơi, hãy giữ những ký ức thôi. Đừng chiều dòng chơi bên nhau bỏ quên đi hết những bộn bề. Cánh phương lòng lặng rơi, ánh nắng chiều qua từng cung đường. Dòng lưu bút ngày đó sẽ mãi mãi vẫn còn in sâu. Ngày mai ta xa rồi bạn ơi, hãy giữ những ký ức thôi. Đừng chiều dòng chơi bên nhau bỏ nhà qua quên trong anh mất hơn tôi. Thân lòng như ra dùng khi cô giáo đang miệt mài viết bài trên bảng. Ngồi ở đây chứng giám cho chẳng việc gì phải lắng lo. Qua là qua là qua. Và nghe thấy tiếng ồn ồn, cô giáo liền quay xuống.
Hello, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một quá trình để tổ chức một buổi lễ 20 tháng 11 tại trường của mình. Đây là ngày thứ hai đi họp để dàn dựng buổi lễ nè. Trường mình năm nay thì có nhiều tài năng lắm nha. Nào là MC, nào là nhiếp ảnh, nào là makeup như tôi nữa. Và ào một cái là đến cái ngày sơ khảo, em mà biết được là tiết mục nào được chọn, tiết mục nào bị loại nè. Còn đây là cái bộ đồ mà lớp tôi thi thời trang tái chế. Cái vương miện này là do tôi làm nè mọi người. Chớ mắt cái nhẹ thôi là đã tới ngày lễ rồi đó nha. Mọi người có nhận ra đây là ai không? Rồi, giáo viên khách mời đã đến đủ, chuẩn bị làm lễ thôi nè. Khúc này là chuẩn bị tới tiết mục của tôi nè, nên là tôi hơi run. Mọi người có muốn... bằng 5 đúng không? Chính xác, mày giỏi. 70 trừ 10 còn mấy? Bằng 100. Bằng 100. 7 trừ 15 bằng mấy? Bằng 30. Còn 7 trừ 7 cơ bằng mấy? 7 trừ 7 bằng 50. 50 luôn. Cô dạy hả? Đúng rồi. 49 trừ 20 còn nhiêu? 49 trừ 20 còn 70. Phải không ta? Đúng rồi. 27 trừ cho 10 còn nhiêu? 27 trừ 10 vẫn còn 27. Đúng mày học hay đó. Đúng chính xác. Má tưởng mày không biết, bây giờ mày biết hết luôn trời. 11 trừ cho 10 bằng mấy? 11 trừ cho 10 bằng 11. Đu. Con môi em đánh mỗi order bên Tây. Bao anh yêu đứng lúc em tạnh lên phây. Áo quần thuê thiết kế riêng. Để anh viết lên câu ca và dốc nói trên đường. Nhà cơn gió đưa cả mặt chim vào em. Bên cô và theo cô đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là cô, chẳng ai khác ngoài cô. Và lý do em cho là cô luôn luôn tuyệt vời nhất, vì cô từng nâng bước em, luôn chia sẻ và lắng nghe. Em biết cả đời này em không gặp ai tốt hơn cô. Cảm ơn cô đã dạy em suốt quãng đường vượt qua, đã thứ tha cho em nhiều lần em dối trá. Em hiểu rằng em rất may mắn khi được cô ở bên dạy. Muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chi. Trong tay vài lòng vàng, sống trong cơ hội, hoàn liệt sáng.